Mở đầu tập phim, Diệp Phàm sau vài năm xa cách, lần nữa gặp lại đạo sĩ bất lương Đoạn Đức. Tên béo này có thể chạy ra khỏi âm phần, cho nên thực lực chắc chắn là sâu không lường được. Trước mắt, hắn không biết đây là bạn hay là địch. Đoạn Đức sau khi ngầm mấy chục bát rượu vào trong người thì cũng không tỉnh táo nữa, miệng thì liên tục ca hát. Lão chơi bài ăn quỵt, giả vờ đi lung tung rồi bỏ chạy để không phải trả tiền. Diệp Phàm dùng thần thức theo dõi, phát hiện tên này lẩm bẩm về yêu vương mới. Nghĩ rằng yêu vương mới chính là Bàng Bác nên hắn nhanh chóng đuổi theo xem thử. Sau khi đuổi được một đoạn thì không thấy tên đạo sĩ bất lường nữa. Đột nhiên, có một vài đòn công kích lao tới tấn công. Các công kích này giống như các sợi tơ sắc bén mạnh mẽ. Diệp Phàm bay lòng vòng tránh né, rồi tìm cơ hội tiến lên thăm dò nguồn gốc phát ra. Hắn biết công kích này không phải là có người điều khiển mà là hắn đã rơi vào trong trận pháp do người khác bố trí. Là trận pháp thì sẽ có cách giải. Hắn tìm thấy nơi phát ra những sợi tơ là một gốc cây. Thế là Diệp Phàm lập tức đánh môi trường phá tan gốc cây đó, để lộ ra một món bảo vật. Hắn tiến lại định thu bảo vật. Vậy nhưng Đoạn Đức lại giống như âm hồn bất tán, lão bất thình lình lao tới lấy đi trước. Khuôn mặt lúc này lại vô cùng tỉnh táo, giống như bà nãy chỉ đang giả vờ mà thôi, đúng là quá bất lương rồi. Bảo vật bị mất đi, đám người canh giữ lập tức tìm tới, Đoạn Đức nhanh chóng chuồn mất. Diệp Phàm trở thành người gánh tội thay. Người tới là tu sĩ của Yên Hà Động Thiền, bọn họ vẫn cho rằng nam chính là kẻ trộm nên ra tay động thủ. Diệp Phàm lao tới đánh cho từng người nằm ngã ngửa, sau đó thừa cơ bỏ chạy. Tuy nhiên, trưởng lão của Yên Hà Động Thiền đã xuất hiện ngăn cản. Bà lão này là Nguyệt Hồng trưởng lão, người năm đó đã xuất hiện cùng với Ngô Thanh Phong và mang theo vài người bằng hữu của hắn rời đi. Bà nhận ra Diệp Phàm, biết thể chất của hắn không thể tu luyện, do lại đạt tới cảnh giới thần kiều nên vô cùng bất ngờ. Diệp Phàm giả vờ không biết gì cả, tên của hắn là Đoạn Đức. Hành động này chính là đang muốn trả thù tên đạo sĩ bất lương đó. Nguyên Hồng trưởng lão không tin, trước tiên cứ bắt hắn lại rồi nói sau. Bà tạo ra một cơn lốc lửa khổng lồ truy đuổi Diệp Phàm. Cơn lốc như một mũi khoan khổng lồ, đi tới đâu cây cối bị đốt cháy tới đó. Diệp Phàm bạo phát sức mạnh phá tan công kích. Nguyên Hồng trưởng lão tiếp tục tung ra một quả cầu lửa tấn công. Diệp Phàm ngưng tụ sức mạnh vào nắm đấm, tung ra một nắm đấm phá tan quả cầu lửa. Đoạn Đức thấy Diệp Phàm sử dụng tên của mình hơi nhiều nên lao ra ngoài mang theo hắn rời đi. Nguyệt Hồng trưởng lão vội đuổi theo, vậy nhưng tên đạo sĩ béo này lại nhanh trí ném ra một tấm phù ngăn cản. Sau khi chạy tới nơi an toàn, Đoạn Đức mới tiến lại lục lọi Diệp Phàm. Hóa ra Diệp Phàm đã nhìn thấu được ý đồ của tên này. Cho nên nhân lúc lão ta còn đang giở trò thì hắn nhanh tay giành lại bảo vật. Lão ta định giành lại bảo vật nhưng nam chính đâu có cho. Diệp Phàm uy hiếp Đoạn Đức trả lời mình vài vấn đề, nếu không sẽ nghiền nát bảo vật ngay lập tức. Lão không còn cách nào khác là phải đồng ý. Vấn đề đầu tiên hắn muốn hỏi là yêu vương mới trong miệng lão từng nói đến là ai. Đoạn Đức chối cãi, mình chỉ là uống rượu say rồi nói bậy bạ mà thôi, làm gì biết yêu vương mới là ai cơ chứ. Vấn đề thứ hai, món bảo vật trên tay là thứ gì, tại sao người của Yên Hà Động Thiên lại giấu nó trong rừng. Đoạn Đức khoe khoang là do đám người kia không biết nhìn hàng. Được một thứ đồ mình không biết thì cho rằng đó là bảo bối, lại đặt nuôi ở nơi có linh khí sung túc, dùng hỏa trận trông coi. Nhận ra mình lỡ lời, sợ Diệp Phàm biết sự thật thì sẽ không đưa cho nữa, vậy nên lão bèn bẻ lái sang chỗ khác. Diệp Phàm uy hiếp phá vỡ bảo vật mới khiến Đoạn Đức chịu nói thật. Đây là bảo vật thượng cổ, ẩn chứa một tia thần lực của sao trì thánh địa Bắc Vực, dùng để quan tưởng ngộ đạo là thích hợp nhất. Vấn đề thứ ba là làm thế nào để truyền tống đi tới Bắc Vực. Khoảng cách tới Bắc Vực là quá lớn, một lần vượt qua hơn nửa đồng hoàng. Ngoài trừ hoàng cổ thế gia và mấy thánh địa lớn thì chỉ có một môn phái truyền thừa lâu đời như Thái Huyền Môn, nội tình thâm hậu mới có thể làm được. Nhưng mà hắn lại không phải đệ tử trong môn phái, bọn họ sẽ không mở cửa miễn phí cho sử dụng đâu. Sau khi biết được những thông tin cần thiết, hắn cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Đoạn Đức nhanh tay giành lấy bảo vật, sau đó tra hỏi ngược lại. Lão thấy thực lực Diệp Phàm tinh tiến nhanh tới như vậy, có phải là liên quan tới món chí bảo lục đồng? Lão vẫn nghi là Diệp Phàm đang giữ lục đồng trên người. Chưa để cho Diệp Phàm trả lời thì Đoạn Đức đã sử dụng thần thông lục lọi ký ức, xuất hiện trong đoạn ký ức quan sát hành động của Diệp Phàm. Rất tiếc cho lão ta là linh giác và thần thức của Diệp Phàm sau khi ăn thần quả đã được tăng cường quá nhiều. Thế là hắn bắt đầu vẽ ra một viễn cảnh để cho lão ta xem. Diệp Phàm biết tên đạo sĩ này đã xuống hồ nước, dưới đáy hồ không có lục đồng. Nếu như trực tiếp ném xuống thì đối phương sẽ biết là hắn đang lừa gạt, cho nên đã nghĩ ra viễn cảnh lão nhân thần bí bất ngờ xuất hiện đoạt đi lục đồng. Đồ vật rơi vào trong tay của một cường giả tuyệt thế như vậy, Đoạn Đức không còn nghi ngờ gì nữa. Lão bật khóc không thành tiếng, chí bảo danh chấn Trung Châu mà rất nhiều cường giả tìm kiếm lại bị mình ném như cục sắt. Bây giờ hết cơ hội đòi lại rồi, Diệp Phàm tiến lại giả vờ an ủi.
Rất nhanh sau đó, đám người Yên Hà Động Thiên đã đuổi tới. Đoạn Đức lập tức lật lọng gán tội cho nam chính. Lão lớn tiếng cho bọn họ biết Diệp Phàm đã giành đi chí bảo, sau đó nhanh chân chuồn đi, còn vẫy tay chào tạm biệt. Diệp Phàm vô cùng tức giận, thế là hắn lập tức đổi giọng của mình thành giọng của Đoạn Đức, rồi gào thét tên lão ta. Nguyệt Hồng trưởng lão nghe vậy, liền phân phó đệ tử truyền lệnh dùng toàn lực truy bắt Đoạn Đức. Nghĩ là tên đạo sĩ này có lẽ sẽ tìm được tin tức của Bàng Bác, nên Diệp Phàm liên tục bám theo. Đến một rừng hoa đào thì dừng lại. Đoạn Đức đang ở trên một gốc cây cảm thán, bộ dạng vô cùng thích thú. Lão yêu cầu Diệp Phàm nhỏ giọng một chút, sau đó dùng thực lực kéo hắn đến quan sát cùng mình. Hóa ra là tên đạo sĩ này đang nhìn lén mỹ nhân tắm rửa, vừa nhìn lão vừa tấm tắc khen ngợi. Cô gái này tên là Tần Giàu, từng truy sát hắn ở phần mộ yêu đế. Như vậy, những nữ tử ở đây đều là người của yêu tộc. Bọn họ nhanh chóng phát hiện ra có người đang nhìn lén. Sau khi Diệp Phàm quay lại nhìn thì đã không thấy Đoạn Đức ở đâu nữa. Thế là hắn lần nữa bị đạo sĩ này vu oan giá họa. Biết không ổn rồi, Diệp Phàm lập tức bỏ chạy, nhưng chạy đâu cho tắt nắng. Nơi này có khắc đạo văn tạo thành một vùng không gian riêng biệt. Hắn không thể rời đi được nên nhanh chóng bị bao vây lại. Diệp Phàm xin bọn họ thả mình rời đi nhưng Tần Giao không đồng ý. Đoạn Đức đột nhiên xuất hiện, hóa ra là tên đạo sĩ này đã thông đồng với đám người này dẫn dụ Diệp Phàm đến đây. Yêu tộc muốn tìm kiếm một người có nhục thần mạnh mẽ. Đoạn Đức là người được thuê làm nhiệm vụ này. Diệp Phàm rất tức giận vì mình bị bán đứng. Đoạn Đức lại cảm thấy rằng đây là một chuyện tốt với hắn. Sau này hắn có thể hưởng vui vẻ cùng các mỹ nhân. Đến lúc đó, chỉ sợ là sẽ vui quên cả trời đất. Đây là phúc phận mà người khác cầu còn không được. Lão mà trả lại mấy tuổi thì cũng không đến lượt hắn đâu. Thủ lo cho chuyện này là Tình Huyết Yêu Đế. Diệp Phàm biết Bàng Bác đang ở đúng nơi rồi. Diệp Phàm được dẫn đi vào bên trong Huyền Nguyên Cốc. Sau khi thăm dò, hắn cảm thấy trận thế ở nơi này rất phiền phức, khó mà rời khỏi. Lợi dụng lúc Tần Giao không để ý, hắn lập tức lao tới tấn công, nhưng cô nàng này đã có sự chuẩn bị. Tần Giao lách người tránh né, phản công ngược lại. Nếu đã muốn động thủ như vậy thì nàng sẽ chơi với hắn một lát vậy. Cô nàng tung chiêu tấn công, Diệp Phàm dễ dàng ngăn cản phản công. Tần Giao thấy vậy liền phi hành tránh né, vừa chạy vừa tung chiêu ngăn cản. Hai bên cứ như vậy giao thủ qua lại. Thực lực Diệp Phàm này đã khác xưa, hắn dễ dàng khống chế Tần Giao rồi yêu cầu cô nàng đưa mình đi tìm Bàng Bác. Tần Giao nhanh trí thoát ra, sau đó sử dụng nhiều rễ cây khống chế hắn lại. Nàng cho biết từ khi tách ra ở phần mộ yêu đế, nàng đã tiến vào cảnh giới đạo cùng, hắn muốn thắng thì còn xa lắm. Một nữ tử khác là Nhan Như Ngọc xuất hiện ngăn cản, thực lực cô nàng này mạnh hơn Tần Giao rất nhiều, đã đạt tới cảnh giới thứ ba là tứ cực cảnh. Hắn không ngờ lại gặp cô ta trong hoàn cảnh như vậy, hắn bày tỏ mong muốn gặp Bàng Bác. Nhan Như Ngọc từ chối bởi vì Bàng Bác đang bế quan nên không gặp mặt được. Bọn họ mong Diệp Phàm không cần lo lắng, tuy bọn họ là yêu tộc nhưng lại chưa từng vô cớ hại người. Trong tương lai chắc chắn hắn sẽ gặp lại được bằng hữu của mình. Thông qua cuộc trò chuyện, bọn họ muốn sử dụng thân thể của Diệp Phàm để làm thánh khí cho yêu vương sử dụng. Nhan Như Ngọc kiểm tra cơ thể hắn một lượt, sau đó phân phó người dẫn hắn đi nghỉ người. Tần Giao nhắc nhở, muốn gặp lại bằng hữu thì hắn nên ngoan ngoãn một chút. Vậy Diệp Phàm sẽ gặp những nguy hiểm gì? Các bạn hãy đón xem diễn biến các tập tiếp theo nhé! Video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau!